chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Kêu Thùy Tiên. Thì hôm nay Thúy Nghĩ đang đứng ở vị trí là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là một vị trí các anh chị có thể thấy ngay sau lưng Thúy Nghĩ đây là đường Đinh Tiên Hoàng, cách đâu đó chắc phải tầm 20 mét thôi thì đã ra phía đường Đinh Tiên Hoàng rồi. Thì ngôi nhà hôm nay chúng ta sẽ là một ngôi nhà được xây trên diện tích đất hơn 50 mét vuông, được xây 3 tầng lầu. Các anh chị yêu thấy ngay khu vực phía trước nhà chúng ta sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng, có thể để xe được tạm ở đây, khách đến để ở đây. Kể cả khu vực bên này chúng ta có một cái hàng cây tre trúc rất là đẹp. Xin mời các anh chị vào khu vực bên trong nhà nhé. Vào bên trong nhà thì chúng ta vẫn quen thuộc, có một cái hệ cửa nhôm ở đây. Đây là khu vực phòng khách tương đối là vừa phải. Đằng sau lưng khu vực ghế sofa chúng ta có một hệ cửa kính có thể kéo ngang được, mở rộng ra để mà lấy gió ngay đằng sau này, rất là rộng ở khu vực này. Tiếp nối ở khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ có một cái vách lam ngăn trước khi đi vào. Ở đây chúng ta có một khu vực bếp phải nói là rất là rộng. Đấy, mặc dù đã để một hệ bàn ghế, 6 ghế ở đây rồi nhưng chúng ta vẫn có một cái khoảng không rất rộng ở đây. Và bên dưới phía cầu thang chúng ta sẽ có một cái phòng kho. Đấy, chúng ta có một phòng kho ở đây. Đấy, cửa rất là đầy đủ. Đấy, một phòng kho. Và tiến vào khu vực bếp thì chúng ta có một khu vực đặt máy lạnh rất là rộng. Có một hệ bếp hình chữ L full kính vách trên và full kính vách dưới. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái tủ đựng gạo nữa. Đấy, tủ đựng gạo, bếp từ chúng ta đã có sẵn rồi, hệ bồn rửa kéo ra được. Đấy, rất là hay. Đấy, tủ ấp chén. Đằng sau lưng khu vực bếp là một khoảng giếng trời. Đấy, để bố trí làm trang trí cây ở đây, giếng trời thông lên tầng. Đây là khu vực nhà vệ sinh với đầy đủ bồn cũng như là bể. Rồi, cùng mời các anh chị lên khu vực tầng 2 nhé. Rất là rộng. Tầng 2 thì chúng ta có một hệ cầu thang sắt kèm gỗ, bậc thang là bậc đá. Ở tầng 2 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ được thiết kế hợp lý và rất là rộng. Phải nói ở đây thì những cái bố trí không gian về cá nhân rất là rộng. Đấy, chúng ta vào phòng ngủ đầu tiên. Đấy, xin mời các anh chị. Rất là rộng. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ cửa để nhìn ra khu vực giếng trời. Một cái ghế được đặt ở đây. Đấy, các vách lam trang trí. Và nhà vệ sinh được bố trí bên trong đầy đủ về máy nóng lạnh, bồn bệ đầy đủ. Chúng ta có sẵn một cái điều hòa ở đây. Đấy, khu vực để tivi, bàn trang điểm. Không gian rất là rộng. Tủ thì chúng ta có một hệ tủ full kịch trần, 4 cái chữ ở đây. Rất là hay. Rồi, mời các anh chị sang khu vực phòng tiếp theo nhé. Liên kề bên này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ với một hệ cửa kéo ngang cực kỳ rộng. Đấy, khi mà mở ra là cảm giác khác ngay. Đấy, vẫn đầy đủ giường, bàn ghế, khu vực tivi. Bên trong này thì nhà vệ sinh ở phòng này có hơn một điểm đặc biệt là chúng ta sẽ có một hệ cửa kéo để mà tăng được cái diện tích. Đấy, rất là hay. Và đầy đủ máy nóng lạnh, các thứ đều đầy đủ. Đấy, ở đây chúng ta vẫn có điều hòa nhé. Đấy, hai phòng ngủ thì đều có điều hòa cả. Đấy. Rồi, xin mời các anh chị lên không gian khu vực tầng 3 của ngôi nhà này. Ở giữa khu vực thang thì sẽ là có một cái giếng trời. Đấy. Tầng 3 thì đập vào mắt chúng ta ngay cái không gian tầng 3 là một khu vực trống. Có thể khu vực này để làm phòng thờ đó các anh chị. Và vẫn là một cánh cửa full. Đấy, rất là tự nhiên. Nhưng khu vực này thì chúng ta mục đích làm gì cũng được, bởi vì nó rất là tiện dụng rồi. Ở đây thì chúng ta có một phòng ngủ nữa. Một phòng ngủ cũng rất rộng, với thiết kế tương tự như là phòng ngủ ở tầng 2. Vẫn có đầy đủ về kệ tivi, bàn trang điểm, giường, nhà vệ sinh trong. Trang bị cả điều hòa, máy nóng lạnh. Đấy, một cửa ra khu vực giếng trời, ghế. Đấy, tủ thì chúng ta vẫn có một cái tủ lớn, 4 cánh, kịch trần ở đây. Đấy. Rồi, bên này thì không gian cuối cùng, khu vực phòng giặt đã chừa sẵn ổ điện, các ống thoát. Có cả một khu vực để chúng ta có thể lên trên nếu mà có nhu cầu gì, xin bên trên. Đấy, khu vực này phơi rất là đẹp. Và kính thưa các anh chị, với ngôi nhà này được xây 3 tầng, 3 phòng ngủ,
Với mức giá được gia chủ đưa ra để sở hữu ngôi nhà này là 3,9 triệu, thì xin thưa các anh chị, nếu các anh chị có nhu cầu về xem nhà, mua bán nhà thì có thể liên hệ với Thế Nghĩa theo hai số hotline bên dưới màn hình này. Xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.